À, thầy đẹp trai quá, em yêu quả thầy. Cảm ơn em ơi. Sông có cô em hát nghe đậm tình, miền Tây sông nước chốn phụ tình anh đừng làm hình. Anh trai thành đô anh có thương, có thương thì không, đừng có dài dòng cho em đầy lòng ngóng chờ mong. Không phải đây là bọn anh đã đi lên ở đồng đất à, không phải đây là bọn anh đã đi lên. Làm em mong chờ có bao giờ anh cũng luôn nhớ, nhớ đến em đây chờ ta nên duyên đã say. Ơi cần gì ơi em đây chưa chồng anh có biết không, ơi cần gì ơi em đây đêm ngày thương mong nhớ anh. Không phải đây là bọn anh đã đi lên ở đồng đất à, không phải đây là bọn anh đã tính qua nhà em lấy số, mà bố em thì không mưa, hai tay anh mình xăm trổ. Chưa ngủ, từ từ về em biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc này đường quê quanh co sáng ngát kéo nhanh tà mò. Cho chị làm dâu chứ đâu cần gì để ba giàu to. Ba má anh đã kêu em ngay cưới thì tao sẽ lo. Mình phải hạnh phúc lâu dài, ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời để em. Không phải đây là bọn anh đã đi lên ở đồng đất à, không phải đây là bọn anh đã đi lên. Ai đã khiến con tim này hóa đá, anh đã nở vùi dập một đó hoa của những tình sớm muộn phải trả giá cho tất cả những anh làm em mong chờ có bao giờ anh cũng luôn nhớ, nhớ đến em đây chờ ta nên duyên đã say. Ơi cần gì ơi em đây chưa chồng anh có biết không, đang gì ơi em đây đêm nay thương mong nhớ anh. Bởi vì nếu thời gian chờ đợi một người càng lâu thì khi gặp được người đó tụi mình sẽ càng hạnh phúc. Sleep but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming.
chơi nha, những ai dân chơi biết nhà vẫn biết nhà này nhạc gì luôn. Nhà em lấy số mà bố em thì không mưa, hai tay anh mình xăm chỗ mà chính này dùng đập cạn dần và hai giờ đêm trôi. Xa đâu tim em bao la, mặc kệ đời chờ người xa đâu, cho đi bao nhiêu nhận về khói sương thật nhiều đâu, nơi đây bao xa để tìm lại mình. Đừng có cây, đừng có lôi cây pop vào đây với anh. À, đang làm gì á? Em đang ở nhà. Đang ở nhà. Đang chờ anh lên trả lời, chẳng biết trả lời đâu. Nên vào cái trang đó chẳng cái gì. Sao thế? Trả lời chưa? Trả lời rồi, trả lời nãy giờ rồi mà. Đấy rồi á, thế mà tìm xong thế. Hả? GAM đúng không? Just ask me đúng không? Hình như thế, biết đâu. Đi về. Trả lời vẫn đang chảnh gọi thoại đấy. Ừ, sang chảnh mà. Sang chảnh kìa. À, trả lời xong rồi. Trả lời xong rồi ạ? Ừ. Nhanh chứ. Nhanh thôi, trả lời thế thôi, trả lời nhiều quá. Thế bây giờ làm gì? Bây giờ là anh có chuyện muốn nói với em. Cứ cười. Trời này nhớ em, thu đến mùa đã dần nhạt phai, trong gió chưa vương trong lòng tình ai. Đầu thân chia tay trong anh có phải nữa câu khác, thì biết sẽ chết cho anh đâu nào vội vã. Người dối có tin anh cũng sẽ không muốn ta anh được đâu mà. Chào anh nói em lần bên đâu. Dù chẳng sẽ chẳng thể đến gần, bởi vì em mong anh lãng tự nhanh hơn đợi vòng tay, nhưng tại sao lỡ duyên. Vợ mày tỉnh ngủ luôn bây giờ nè. Cái con này mới chỉ 55kg đổ lại mặt dừa nè. Em 106kg mặt sai nào. Mặt cảm đi cưng, hơi bự đó. Đắt like đi quýn bài nè chị. Mày đợi tao like chút tao kiếm tiền rồi tao vô. Kéo xa đời cùng đình xa. Sống một cuộc sống chẳng cần biết yêu là chi.
được nghe đi cho em hít trong một like. Âm nhạc màu sau ký ức khiến em nhớ mãi. Dù em có yêu anh nữa thì anh cũng chẳng thể mờ phai. Và đường về nhà giờ này thật vắng lắm em ơi. Hãy gọi cho anh khi em thấy chơi vơi. Em như một viên đá quý chờ ban phước ngọc. Ở động đất à, không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Ở động đất à, không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Anh thật sự rất yêu em. Yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Chúc anh chị ơi giận nhau làm chi ngày nhầm mơ. Chưa đi để đâu đó khi hết yêu đừng bao thân thiết xuống.
này là đường gì anh? Đường này là đường vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mây bắn hay đi về. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa em không đến. Yêu anh dù không mấy lần, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Và em ơi, yêu anh biết là mỗi yêu. Bởi vì nếu thời gian chờ đợi một người càng lâu thì khi gặp được người đó tụi mình sẽ càng hạnh phúc. Nếu mà khách quan thì độ đẹp dài của anh được hai vali, yeah. Giọng ca vàng trong xóm đi vào, dạt sang một bên hết đi nào. Làng quê phường tầm này là tầm thường, ở đây mới là thiên đường. Băng qua mà dương đêm là vì
không muốn nhìn em khóc và anh thấy nhớ mùi hương quen của một anh biết những giấc mơ sẽ còn dành cho em phía cuối nơi chân trời giữa con đường ta đi anh lau hết nước mắt còn đọng lại trên lâu dài nhốt em trong một lâu đài muốn còn lâu bất ngờ vì sao anh vẫn lâu có đang thêm một đâu tình yêu như tan tóc vẫn vẫn trong lòng ta đã mâu vì sao em vẫn lâu có đang thêm một ở động đất à không phải đây là bọn anh đã đi lên ở động đất à không phải đây là bọn anh đã đi lên. Thằng đất phong chán từ xe đã sâu thế ra xe rồi yo nơi nào được có hai ta chắc chắn sẽ là tiến đường chỉ cần được ở bên em anh vẫn chắc cho từ đâu cả tối nay cũng tăng ca nếu cuộc vui sẽ không bao giờ dừng lại đến khi cái ngày ông già nó vắng nhà đó là con trai cưng chưa từng tự mình đứng bằng hai chân gọi là con trai cưng quan tài ông bà không biết đã ai bưng. Say tối qua buông hết kỳ
vàng từ lâu. Cô ta là người đã đâm đầy bao thân trắng. Khi bờ sông có cô em hát nghe đậm tình, miền Tây sông nước chốn của tình anh đừng làm hình. Anh trai thành đô anh có thương có thương thì không, đừng có dài dòng cho em đầy lòng ngóng chờ. Ở đồng đất à, không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Ở đồng đất à, không phải. Đây là bọn anh đã... Làm chi cho liêu siêu kinh tế. Yêu làm chi cho quế tâm hồn. Yêu làm chi cho bồn trồn lòng dạ. Yêu làm gì cho bước quả giàu thân. Cho nên mày đi xa tay. Không còn biết bao nhiêu yêu sai. Không còn anh và không còn ai. Cho cho em đi xa tay. Ở đồng đất à, không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Ở đồng đất à, không phải. Đây là bọn anh đã... Em ơi em không biết cái bài gì. Nó có giai điệu là chuyện thuộc nhìn em quay rồi. Anh đừng chết trong